Xin kính chào quý vị, tôi là Vũ Minh Thương, hiện đang công tác tại Phòng Văn nghệ Thể thao Giải trí Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi biết tới cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu, tôi đã quyết định tham gia cuộc thi này để giới thiệu tới quý vị cuốn sách mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất trong thời điểm hiện tại. Vâng, thưa quý vị, đó chính là cuốn sách với nhan đề Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể do nhà xuất bản Nhã Nam phát hành vào tháng 4 năm 2021. Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể gây ấn tượng với độc giả ngay từ tiêu đề của cuốn sách, đặc biệt là khi dịch Covid-19 đang bước vào đợt bùng phát thứ tư. Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể do nhà xuất bản Nhã Nam phát hành và tác giả là bác sĩ Ngô Đức Hùng, hiện anh đang công tác tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai. Anh đồng thời cũng là tác giả của cuốn Để yên cho bác sĩ Hiền xuất bản năm 2018. Và cuốn sách đó thì đã liên tục được tái bản bởi một văn phong vừa hài hước, vừa giản dị và thấm đẫm tinh thần nhân văn. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại một bác sĩ Ngô Đức Hùng như thế trong cuốn Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể. Ngay trang đầu tiên của cuốn sách này thì chúng ta sẽ ấn tượng với trang nhật ký viết tay của bác sĩ Ngô Đức Hùng là tác giả cuốn sách. Đó chính là tâm sự của một người bác sĩ khi bước vào năm thứ hai, làn sóng thứ tư của dịch Covid-19. Làn sóng thứ ba kết thúc, mình về nhà đi làm. Tiếp tục quay cuồng giữa những công việc còn dang dở. Thế rồi tin xấu đến liên tiếp. Các nước cùng chung đường biên giới xuất hiện các ca Covid dương tính với số lượng tăng lên từng ngày. Việt Nam như hòn đảo nổi lềnh bềnh giữa những mối nguy cơ thường trực. Anh em bảo nhau, thôi cố gắng tận hưởng những tháng ngày bình yên. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, mình lại được lệnh vác ba lô lên đường chống dịch. Cả nước bước vào làn sóng thứ tư. Đó là những dòng tự sự đầy dung cảm của một người đã trải qua nhiều cuộc chiến với bệnh tật và thường trực hiển hiện trước mắt là đại dịch Covid-19. Nhưng ở nhật ký Covid, người đọc không chỉ nhìn thấy nỗi đau bệnh tật, mà còn thấy nhiều hơn, đó là chất nhân văn thấm đẫm trong mỗi câu chuyện được kể trong những ngày tháng của cuộc hành trình tìm kiếm tự do. Cuốn sách gồm 5 phần tương ứng với những giai đoạn thực tế 2 năm dịch bệnh trên toàn cầu. Phần mở đầu khái quát về dịch bệnh, nguồn gốc virus trong lịch sử nhân loại, những tri thức khoa học được đơn giản hóa qua cách diễn giải của tác giả, khiến người đọc bớt đi nỗi ám ảnh sợ hãi con virus vô hình đang thống trị cả thế giới. Để từ đó, chúng ta hiểu rằng sẽ đến một lúc ta buộc phải tìm ra cách tồn tại song song với thứ David tí hon đó như đã từng vượt qua những đại dịch khác. Phần nội dung gồm 3 chương là những câu chuyện của năm Covid thứ nhất, năm Covid thứ hai và xen giữa là những ngày tháng bình yên quý giá và ngắn ngủi. Những điều tác giả viết là những hiện thực chân thực của một người trực tiếp làm nghề, được chứng kiến và thấu hiểu giá trị của sinh mạng. Đó là sản phụ băng huyết mắc Covid trong đợt đầu dịch, ra đi trong nỗi cô đơn, ngày đoàn tụ với gia đình chỉ là lọ tro. Là bệnh nhân ung thư di căn giai đoạn cuối, các bác sĩ phải nỗ lực chữa khỏi Covid để anh ta được ra đi thanh thản bên gia đình. Mỗi sinh mạng đều đáng quý, ngay cả cái chết cũng có ý nghĩa khác nhau. Dù cho tình huống không còn can thiệp được gì nữa, nó vẫn gợi cho người bác sĩ nhiều trăn trở. Thế nên, dù tuyệt vọng, bạn vẫn nên tự hỏi, quyết định ấy có đáng hay không? Những câu chuyện trong khu cách ly được viết lại với giọng hài hước dí dỏm của một bác sĩ luôn chọn thái độ bình tĩnh khi đối mặt với những khó khăn. Đọc nhật ký Covid, bạn sẽ hiểu thêm về nỗi khổ trong bộ đồ bảo hộ được ví như người nuôi ong suốt 8 tiếng, tấm chắn giọt bắn mờ mịt hơi nước do độ kín của khẩu trang N95, sự khó chịu đau đớn vì phải lấy dịch hầu họng, xét nghiệm định kỳ. Nỗi ám ảnh chính mình có thể trở thành F0 khi tiếp xúc với bệnh nhân là cuộc sống lặp đi lặp lại như hệ sinh thái trong chai mà mỗi bác sĩ phải tự mình vượt qua để không bị stress. Những trang viết đầy tính nhân văn xuyên suốt từ câu chuyện về thái độ phân biệt đối xử cực đoan với những người mắc bệnh và những người liên quan, đặc biệt là sự kỳ thị dành cho đội ngũ y bác sĩ tham gia chống dịch. Chuyện bác nông dân phải vào bệnh viện điều trị, ngày ngày ủ rột, lo đôi lợn ở nhà chết đói vì hàng xóm bốn bên không ai sang giúp đỡ vì sợ nhiễm bệnh. Bản thân tác giả cũng rơi vào trạng thái bị xa lánh ở khu chung cư từ lúc bùng dịch. Đồng nghiệp của anh bị vu khống trên mạng nội bộ khu dân cư, những người mắc bệnh bị truy vết và đấu tố trên các mạng thông tin, cho thấy sự ác ý hồn nhiên của dư luận
và độ nguy hiểm của việc kỳ thị bệnh nhân. Giữa cuộc chiến chống đại dịch, người ta mới thấy rõ những điều bình dị nhỏ bé trở nên đáng quý. Ví như chuyện ngửi được mùi hôi của phân lợn, phân gà lại là ước mơ của người bác sĩ chống Covid trong bộ đồ bảo hộ. Là những phút thư giãn hiếm hoi của một tâm hồn nhiều dung cảm trước thiên nhiên. Từ đôi cánh cam trên ban công nhà đến đường tàu băng qua cổng bệnh viện Bạch Mai ngày cách ly. Tín hiệu giao mùa từ nồm ẩm ngày xuân đến xào xạc lá khô trên lối thu. Tất cả chuyên trở tình yêu thương với cuộc sống và niềm hy vọng vào những điều tử tế. Hành trình đi tìm tự do chưa biết bao giờ kết thúc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mỗi cuộc chiến đều sẽ để lại những tổn thương cho mỗi trái tim con người. Rồi tất cả cũng sẽ qua đi. Chỉ có những điều tử tế còn lại. Chúng không phải những thứ to lớn vĩ đại, mà chỉ là những điều bình thường nhỏ bé đến từ những con người từng tồn tại trong cuộc đời này. Ở phần cuối của trang nhật ký viết tay này, bác sĩ Ngô Đức Hùng đã viết như vậy. Giải thích vì sao có hình ảnh con chim hạc xuất hiện trên bìa cuốn sách do họa sĩ Nguyễn Thành Phong vẽ thì bác sĩ Ngô Đức Hùng đã lý giải rằng con chim hạc là biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Và tác giả mong muốn rằng cuốn sách này sẽ giống như một động lực tinh thần, là một điều ước an lành để cho nhân loại sớm vượt qua đại dịch Covid-19. Và đồng thời, trên bìa cuốn sách chúng ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh bác sĩ Ngô Đức Hùng trong bộ đồ nuôi ong huyền thoại. Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể là những câu chuyện nhỏ mang tính thời sự nhưng lại vô cùng sâu lắng và đi vào trái tim con người, phần nào mang tới niềm tin về sự tử tế, về sức mạnh của tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng để cùng chung tay chống lại đại dịch Covid và hướng con người tới những điều tốt đẹp hơn. 200 trang sách của cuốn sách Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể chính là cuốn sách mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị. Mong rằng quý vị sẽ tìm đọc cuốn sách này và có những cảm nhận của riêng mình. Phần dự thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề cuốn sách tôi yêu của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và quý vị hãy cùng tìm đọc Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể quý vị nhé.